Xin chào đến tất cả mọi người. Hôm nay lại giới thiệu cho anh em cái dòng xe Captivan. Đây là Captivan xe 7 chỗ nhé. Đấy, xe 7 chỗ, gầm cao, máy thoáng, cực khỏe. Đấy, tất cả nó vẫn là nguyên bản anh em nhé, rất là đẹp, màu sơn đen. Đấy, bốn bánh lốp lát các thứ là mới tinh tình tình luôn. Đấy, vì mình không có nhu cầu sử dụng. Đấy, nhà mình có hai con xe, nhất con Santa Fe đây rồi. Đấy, và một con xe Captivan màu đen này. Đây, bác nào mà đang có nhu cầu cần muốn mua xe này thì xe biển Hà Lam nha anh em nhé, biển Hà Lam. Nhưng mà để xe này thì là cực đẹp luôn. Đấy, xe dân dùng cực đẹp luôn, không dịch vụ, không thợ thuyền gì hết. Đấy, bác nào mà bổ kết thì cứ liên hệ trực tiếp. Đấy, Captivan anh em nhé. Xe này rất là khỏe và mạnh mẽ. Đấy, xe này là mình chuyên đi. Đấy, chính chủ tên mình luôn và xem tại nhà mình luôn. Đấy các bác nhé, xem tại nhà, chính chủ tên nhà luôn, lốp lát mới tinh tình tình hết, đèn hậu, đèn liếc các thứ không bị vỡ, không bị móp mọp chỗ nào nhé các bác nhé, không bị vỡ chỗ nào cả, không bị đâm đụng một chút nào hết. Đấy, nội thất đẹp long lanh luôn. Đấy, nói chung là cái dòng Captiva này thì anh em có thể là chơi rồi thì anh em biết, số là số tự động nhé, số tự động có màn hình camera tiến lùi hết rồi. Đấy, có màn hình camera. À, giá là mong muốn là 270 triệu. Đấy, bác nào bổ kết thì có thể là qua nhà xem xe cho nó cụ thể hơn, vì đây mình quay video lên để báo cáo các bác là ai có nhu cầu cần thì liên hệ các bác nhé. Đấy, gầm cao, máy thoáng, xe cực đẹp. Đấy, do mình quay trời nắng thì các bác có thể nhìn thông thoáng qua như này thôi. Đấy, xe không bị một lỗi lầm gì nhé. Anh em có thể đến tận nhà xem xe cho nó thoải mái nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.